Thưa quý vị và các bạn, nằm trong quần thể di tích vô hiến thành phố Hưng Yên, Chùa Chuông hay còn gọi là Kim Trung Tự từ lâu đã trở thành một địa chỉ du lịch hấp dẫn du khách gần xa, được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hóa kiến trúc nghệ thuật. Đến đây chúng ta không những hiểu về truyền thuyết quả chuông vàng mà còn được đắm chìm trong không gian tâm linh, linh thiêng giữa cảnh trí thiên nhiên và hình khối kiến trúc cùng các mảng chạm khắc tinh xảo của các nghệ sĩ dân dã xưa. Chùa Chuông tọa lạc trên một khu đất rộng thuộc phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Tương truyền ngôi chùa được xây dựng từ thế kỷ thứ 3 sau Công Nguyên, có nguồn gốc tên gọi từ quả chuông vàng ở phương Bắc Lưu Lạc Sang. Theo truyền thuyết, vào một năm đại hồng thủy, có một dòng nước hung dữ cuốn theo một chiếc bè gỗ. Trên bè có một quả chuông vàng rất đẹp, trôi đến địa phận thôn Nhân Dục, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên thì dừng lại. Các tăng ni Phật tử tại ngôi chùa nhỏ trong thôn cùng các vị hương lão rất mừng. Họ cho rằng có trời Phật ban cho quả chuông quý. Tất cả bàn nhau góp công, góp của, xây dựng lại chùa lớn hơn, rồi làm lễ xếp chuông vào chùa. Khi tiếng chuông vang lên, âm thanh trong sáng bay xa hàng ngàn dặm, vang động cả một vùng. Nghe thấy tiếng chuông ngân, những báu vật của người Nam lưu lạc ở phương Bắc liền trỗi dậy đòi về. Bọn vua quan phương Bắc rất lo lắng vì ngày nào tiếng chuông còn được thỉnh thì những báu vật chúng cướp được sẽ về hết với chủ cũ. Nên bọn chúng đã nhiều lần tìm cách sang đất Việt đánh cắp chuông vàng. Biết được dã tâm của chúng, các tăng ni đã giấu chuông vàng xuống một giếng nhỏ. Dần dần những người mang chuông đi giấu đều viên tịch, hậu thế muốn tìm lại chuông nhưng không thấy. Để ghi nhớ ngôi chùa có một quả chuông quý, các tăng ni Phật tử cùng nhân dân trong vùng đặt tên chùa là Kim Trung Tự, tức là Chùa Chuông Vàng. Đến nay trải qua biến thiên của lịch sử, tác động của con người, khu di tích Chùa Chuông vẫn giữ được quy mô bề thế với phong cách kiến trúc cổ truyền dân tộc. Chùa được xây dựng trong khuôn viên rộng rãi, thoáng đãng, có hệ thống nghi môn khang trang, vườn cây tốt tươi, xung quanh là cánh đồng lúa, hồ ao và khu dân cư đông đúc. Khu di tích Chùa Chuông là nơi gắn bó chứng kiến mọi sự thăng trầm hưng vong của làng xã. Đặc biệt thời kỳ đấu tranh cách mạng, ngôi chùa đã bị thực dân Pháp phá phách và đàn áp bao người dân lương thiện tại khu di tích để tiến tới cao trào cách mạng giải phóng dân tộc. Chùa Chuông đã trở thành cơ sở che chở cho cán bộ cách mạng của ta hoạt động an toàn. Tại đây đã diễn ra nhiều cuộc họp bí mật của giới ủy Bắc Kỳ những năm 1939 đến năm 1945 để bàn bạc và triển khai chủ trương của cách mạng. Khi kháng chiến bùng nổ, khu di tích Chùa Chuông lại được chọn làm địa điểm của bộ đội du kích chặn đánh địch đi lại trên đường 39A. Biết được Chùa Chuông là địa điểm sung yếu của chúng nên bọn Pháp đã đem quân chiếm đóng làm đồn bốt, tháp canh. Song với thủ đoạn và tội ác của chúng, cán bộ du kích và nhân dân địa phương đã kiên trì chiến đấu, làm cho kẻ thù trong các đồn bốt hoang mang và rút lui. Tất cả những sự kiện lịch sử diễn ra tại Chùa Chuông đã góp phần làm tăng thêm những giá trị tiêu biểu của di tích. Theo văn bia còn lưu giữ lại thì Chùa Chuông trùng tu vào trước thế kỷ thứ 15. Qua tu sửa đến nay Chùa Chuông mang dáng dấp của kiến trúc thời Hậu Lê, tức là vào thế kỷ thứ 17. Mặt tiền của chùa quay hướng Nam, đó là hướng Bát Nhã Trí Tuệ của Thánh Nhân. Cái đẹp của quần thể kiến trúc Chùa Chuông chính là ở bố cục, một bố cục cân đối, nhịp nhàng, được bố trí cân xứng theo một trục trải từ cổng Tam Quan vào đến nhà tổ sau cùng. Từ ngoài vào là tam quan dài 14 mét, hai đầu tam quan có một trụ cân xứng hài hòa, trên nóc trụ được tạo thành hình búp sen hé nở. Hai cổng phụ được xây theo kiểu trồng xiêm hai tầng, tám mái mềm mại.
Cổng chính được xây theo kiểu trồng diêm 3 tầng, 12 mái, được tạo thành hình cong, móng rồng, mớm phượng. Ở tất cả các mái của tam quan đều được tạo theo hình ngói ống thẳng, ở chính giữa có đại tự, trung tự, danh lam. Quan sát kỹ thì tam quan của ngôi chùa được xây dựng đan xen giữa kiến trúc dân tộc với tinh hoa văn hóa nước ngoài, tạo nên một sự lộng lẫy, bề thế, đẹp đẽ. Nó còn tạo lên không khí thiêng liêng, trầm mặc ở cửa Phật và dễ dàng thu hút được nhân tâm con người. Qua cổng tam quan, bước xuống ba nhịp cầu đá xanh dài 10 mét, rộng 2,2 mét. Hai đầu cầu có hai nghê đá, điêu khắc thời Hậu Lê, dài 0,8 mét, cao 0,4 mét. Nghê được tạo tinh xảo trên thân, đối diện đầu cầu cũng là hai con nghê như vậy. Hai con nghê có nhiệm vụ kiểm soát tâm hồn kẻ hành hương. Hai bên cầu là ao mắt rồng, thả hoa thơm quanh năm. Cầu đá này được xây dựng năm 1702. Hàng gạch đá xanh được lát thẳng đến tòa tiền đường. Đó là con đường nhất chính đạo dẫn đến giải thoát cho tâm hồn người hành hương được trong sạch. Cuối cùng là khu chùa chính được kiến trúc theo kiểu nội công ngoại quốc liên hoàn. Đầu tiên là tòa tiền đường có 5 gian, 2 trái. Gian đầu hồi nở ra phía trước làm thành mặt bằng tiền đường hình chữ quốc, nhấn mạnh vẻ chắc khỏe, cứng cỏi cho di tích. Từ tiền đường đến thượng điện là khoảng sân rộng, giữa sân có hai cây hương bằng đá, còn gọi là cây thạch trụ, tức là trục vũ trụ gạch nối giữa trời và đất. Cây hương cao 1,55 mét, có bài văn ở bốn mặt ghi lại việc tô tượng Phật, làm gác chuông, gác khánh, sửa lại từ tam quan đến thượng điện. Tiếp đến là tòa thượng điện, trung tâm của Phật điện, gồm 5 gian, 2 trái, được kiến trúc theo kiểu con trồng đấu sen, mang đậm phong cách kiến trúc thời Hậu Lê. Nhìn chung kiến trúc có sắc thái giản dị, chắc chắn, thanh nhã và uy nghiêm. Hai bên đặt hai pho tượng thần Trừ Ác và thần Khuyến Thiện, dáng võ tướng uy nghi lẫm liệt. Đây là hai vị thần hộ trì canh gác cửa Phật và bảo vệ Phật pháp. Tiếp đến trung tâm thượng điện là tòa tam bảo dài 10,5 mét, rộng 7 mét. Toàn bộ phần này được bố trí khá phong phú theo mô típ bài trí tượng ở các chùa khác. Phía trên cùng là ba pho tượng Tam Thế. Sau đó là hai pho tượng A Di Đà và các vị thế âm Bồ Tát và hệ thống các tượng Phật thổ địa, tiên đồng, ngọc nữ. Chiêm ngưỡng các pho tượng ở đây, ta có cảm giác như Đức Phật nghe được tất cả những âm vang của cuộc đời và truyền cho con người lòng nhân ái, khoan dung cũng như sự bình thản trong tâm hồn. Nối liên hoàn khép kín giữa tòa tiền đường và hậu đường là hai dãy hành lang, mỗi dãy 10 gian, dài 23,2 mét, rộng 3 mét, kiến trúc tiểu, kèo cầu quá giang, rất đơn giản. Hai dãy được bài trí song song các lớp tượng khác nhau. Đầu tiên là phù điêu thập diện Diêm Vương, diễn tả những nhục hình mà con người phải trải qua nơi âm giới. Đây là triết lý nhân quả của nhà Phật. Người ta tin rằng con người sống trên dương gian, khi từ giã cõi đời thì phải trải qua 10 cửa điện để Diêm Vương xét hỏi công đức và tội lỗi, ứng với mỗi một tội đồ là một hình phạt tương ứng khác nhau. Mục đích của việc dựng động thập điện Diêm Vương là khuyên răn con người sống ở trên đời cần tu nhân tích đức, hãy làm nhiều việc thiện, chớ có làm điều ác, mang triết lý nhân văn cao cả. Tiếp theo là bốn pho tượng Tứ Thiên Vương là những người coi quản ở bốn phía vùng trời. Kế tiếp là tám pho tượng Bát Bộ Kim Cương ngồi ngay ngắn tạo vẻ uy dũng, có nhiệm vụ canh gác cửa Phật và bảo vệ Phật pháp. Tiếp đến là 18 pho tượng Cổ Thập Bát La Hán, đây là những pho tượng đặc sắc mà hiếm có ngôi chùa nào có được. 18 vị được tạo tác theo một tư thế ngồi cao 1,2 mét với những vẻ mặt khác nhau.
Nét độc đáo của thập bát La Hán không phải chỉ ở sự khéo léo trong cách tạo và tô tượng, mà còn ở cảm xúc nội tâm được biểu hiện qua khuôn mặt. Mỗi pho tượng biểu hiện không chỉ cuộc đời, tính cách, mà cả thế giới tâm linh của các vị La Hán. Cuối cùng là tòa hậu đường được trùng tu, có 5 gian kết cấu vì kèo quá giang, đường kính hàng cột cái là 140 cm, 2 gian còn lại là gác chuông, gác khánh. Đây cũng là nơi đặt bàn thờ tổ, tượng tổ Bồ Đề Đạt Ma và sư trụ trì chùa, và một hiện vật vô cùng quý giá ghi chép lại quá trình đô thị hóa của phố Hiến xưa, đó chính là tấm bia được dựng tại đầu dãy hành lang bên phải. Tấm bia đá cao 165 cm, rộng 110 cm, được tạo tác vào năm Tân Mão, niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ 7, năm 1711, Triều Lê. Giới thiệu việc lập bia do qua viên Hương Lão, thiền tăng Sãi Vãi thuộc xã Nhân Dục, huyện Kim Động, phủ Khoái Châu. Tiếp theo là đoạn miêu tả phong cảnh của danh thắng Chùa Chuông, nơi đất tạ khí mạnh anh linh, sông nước mênh mông, cỏ hoa tươi đẹp. Mặt sau bia có ghi công đức những người góp tiền tu sửa chùa. Với những dòng ghi nói trên, tấm bia Chùa Chuông đã lưu lại tên gọi của một số phường ở phố Hiến hồi đầu thế kỷ 18, và các phường này là hình ảnh của hoạt động thương nghiệp, thủ công nghiệp của phố Hiến xưa. Bước qua khu chính có khoảng sân rộng là nhà tổ 5 gian, bên cạnh là tòa tăng đường mới được hòa thành cung gác chuông và gác khánh. Ngoài ra, tại khuôn viên của chùa còn có 2 giếng tròn và tháp mộ nằm quanh vườn. Vườn tháp trong chùa hiện nay có 3 ngôi song, anh tháp và tháp mộ sư tổ nghi. Những tháp này đều có chung một đặc điểm là hướng về phía giếng. Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Yên là di tích có giá trị cả hai mặt lịch sử và kiến trúc nghệ thuật. Thực sự là nơi danh lam thắng cảnh, nổi tiếng, đã thu hút khách từ mọi miền Tổ quốc đến tham quan chiêm ngưỡng. Đến tham quan Chùa Chuông Vàng, sẽ thấy hết những nét sinh động về miền đất và con người Hương Yên trong quá khứ và hiện tại. Nó còn phản ánh sự đa dạng của các hình thức tín ngưỡng tôn giáo, đó là tín ngưỡng phồn thực, tín ngưỡng nông nghiệp. Đó cũng là sự phản ánh của các giá trị văn hóa đa dạng, đặc sắc được kết tinh lại qua lịch sử phát triển lâu dài của mảnh đất con người Hương Yên.